Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh thực trạng người tham gia giao thông vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động và hình thức xử lý đối với lỗi vi phạm này. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh chúng ta dễ dàng bắt gặp khi lưu thông trên đường. Vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại di động dường như đã trở thành thói quen của rất nhiều người. Chỉ trong gần 1 giờ lưu thông trên các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh, phóng viên ghi nhận có trên 20 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng điện thoại di động, bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với bản thân mình và những người tham gia giao thông trên đường. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một người sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, có đến 50% đến 60% người được khảo sát trả lời rằng họ vẫn điều khiển xe bình thường khi sử dụng điện thoại. Điều đó cho thấy nhiều người vẫn còn chủ quan, chưa lường trước được những hậu quả nghiêm trọng do hành vi này gây ra. Khi lưu thông trên đường, đòi hỏi người lái xe phải có sự tập trung cao độ để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra. Và việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm cho người điều khiển bị mất tập trung, không chú ý quan sát và nguy cơ xảy ra tai nạn là điều tất yếu. Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông xuất phát từ việc không làm chủ tay lái khi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, được người dân chia sẻ trên các trang mạng xã hội như thế này. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh đối với một bộ phận người tham gia giao thông hiện nay. Tuy chưa có những số liệu thống kê cụ thể, nhưng trong thời gian qua, một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đó là người đang điều khiển xe sử dụng điện thoại di động. Điều khiển xe sử dụng điện thoại di động thường dễ gây mất tập trung, thiếu quan sát, nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông. Để góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, bên cạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Và đây cũng là một trong những giải pháp góp phần hạn chế va chạm tai nạn giao thông xảy ra. Ngày 12 tháng 9, cùng tổ cảnh sát giao thông công an thành phố Trà Vinh tuần tra lưu động trên các tuyến đường nội ô thành phố. Chỉ trong gần 1 giờ thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản 4 trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại di động. Khi được hỏi, tất cả đều biết quy định cấm sử dụng điện thoại khi đang lái xe, nhưng vì nhiều lý do khác nhau như có việc gấp, do đặc thù công việc phải sử dụng điện thoại liên tục nên họ vẫn cố tình vi phạm. Anh Kiên Sa Khai, ngụ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, làm nghề tiếp thị nên phải thường xuyên nghe gọi điện thoại, kể cả trong những lúc đang lái xe. Tại nói chung là công việc của em thì nó nghe họ liên tục, anh khách hàng thì liên tục, và nên thành ra là đôi khi em cũng xử lý thấy cũng trong khả năng em xử lý được đó, nên thông cảm cho em đi. Tại đặc thù công việc của em. Nếu mà vậy xe mà mày ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng người khác, ví dụ mình thắng không kịp mình có thể gây tai nạn cho người khác. Chị Quỳnh Ngọc Hiệp, ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, vừa điều khiển xe, vừa thản nhiên nghe điện thoại khi đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh. Đến khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, thì chị Hiệp mới kết thúc cuộc gọi. Khi được hỏi về lý do vi phạm, chị Hiệp cho biết như sau. Nghe nó vô tới chỗ, nó hỏi nhận lúa đâu, nên em chỉ nó vô chỗ cầu Long Bình. Tại vì hồi nãy cũng gấp, cũng sốt tính gần cái bên đây, bỏ xuống liền, mới móc căng. Khi tổ cảnh sát giao thông đang lập biên bản một trường hợp vừa lái xe vừa nghe điện thoại trên đường Trần Quốc Tuấn, phường 2, thành phố Trà Vinh, thì phát hiện ông Trần Giang Kết, ngụ khóm 10, phường 6, điều khiển xe lưu thông trên đường vi phạm lỗi tương tự, nên cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Điều đáng nói là phải mất một khoảng thời gian khá lâu, ông Kết mới kết thúc nói chuyện và xuất trình giấy tờ kiểm tra.
Đối với các trường hợp vi phạm, cảnh sát giao thông đều tuyên truyền về những tác hại của việc vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, chúng tôi phát hiện rất là nhiều người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng điện thoại trong lúc lái xe, mà hành vi sử dụng điện thoại trong lúc lái xe là hành vi là rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể như là khi mà người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại thì sẽ mất tập trung, không chú ý quan sát, cho nên là dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Theo cảnh sát giao thông, có một số trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm sử dụng điện thoại khi đang lái xe, có hành vi cự cãi, cho rằng mình không nghe điện thoại mà chỉ mở điện thoại để xem giờ, lướt web nên không vi phạm, hoặc yêu cầu cảnh sát giao thông chứng minh hành vi vi phạm bằng hình ảnh, video. Đây là cách hiểu chưa đúng, bởi theo quy định hiện hành, đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính là đã vi phạm luật giao thông, không nhất thiết người đó có đang thực hiện cuộc gọi hay không, và cảnh sát giao thông hoàn toàn có đủ cơ sở để xử lý hành vi vi phạm này thông qua việc quan sát trực tiếp bằng mắt thường. Theo quy định của pháp luật, đối với xe mô tô, xe gắn máy, khi người đang điều khiển xe mà sử dụng điện thoại di động, bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với trường hợp xe ô tô vi phạm ở lỗi này thì bị xử phạt tiền ở mức từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Ngoài ra, khi sử dụng điện thoại di động mà đang điều khiển xe để xảy ra tai nạn giao thông, ngoài việc bị phạt tiền, còn bị áp dụng hình thức tăng nặng với hình thức phạt bổ sung, đó là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Qua đây, tôi cũng xin khuyến cáo đến người tham gia giao thông là hãy chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói chung và không điều khiển xe khi đang sử dụng điện thoại di động để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác khi tham gia giao thông. Theo em thì chạy xe trên đường thì không nên nghe điện thoại do thiếu ý quan sát, sẽ dễ xảy ra tai nạn. Để đảm bảo giao thông an toàn, phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, thiết nghĩ người điều khiển phương tiện nên chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, trong đó có việc không sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Trong trường hợp cần thiết, người điều khiển có thể dừng xe sát vào lề để nghe điện thoại, tránh vì sợ mất thời gian mà vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại. Hãy nhớ, thà chậm một vài phút, chứ đừng để chậm cả một đời, chỉ vì một lần bất cẩn. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.